Hello anh em nhá. Nay lên hình cho bác mấy em họ mi bộ to này. Đấy, chim tuần xách tay và đầu mặt cực đẹp. Đấy, mời anh em chiêm ngưỡng em nó nhá. Hello anh em nhá. Đây, nay em lên hình cho bác mấy em họ mi bộ to. Đấy, chim thuần này em đang xách trên tay nhá bác nhá. Đấy, bộ to, đuôi lá vàng và đầu mặt bóng bộ liền lạc cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Đấy, em này đảm bảo với anh em mà không chê vào đâu được. Em này bóng bộ rất đẹp nha, và dáng đứng hót thì cũng là rất là đỉnh luôn các bác nhá. Rồi, mời anh em chiêm ngưỡng này. Đó là quá xuất sắc luôn. Em đang xách trên tay nha các bác nhá. Chim thuần đét luôn, hót mọi địa hình các bác nhá. Xách tay đặt bàn rồi cà phê cà pháo là thoải mái vô tư. Rất hay phải không các bác? Không có mái miếc gì hết bên cạnh nha các bác nhé. Đấy, chỉ có chim và em sách này chơi thôi. Up.
Khá là mỏi tay rồi anh em ạ. Đây, mỏ mi quá đẳng cấp anh em ạ. Dí sát điện thoại vào lồng vẫn tự tin đứng chơi. Quá đỉnh luôn. Đang xách trên tay này anh em này. Áp. Thank you.
ạp 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 ạp. Cực đỉnh luôn anh em nhé. Đấy, clip nó cũng khá là dài rồi, quay được đoạn ở trên điện thoại đấy anh em ạ. Em xin phép các bác là em dừng video tại đây thôi. Chứ em này thì xách cái mỏi tay các bạn, nhót cả ngày luôn. Điện đóm cực kỳ căng, anh em bất cứ cái lúc nào trong ngày anh em treo ra nó đều hot. Đấy. Rất là đỉnh luôn các bác, rất là mau mỏ và con chim rất là siêu hot. Đấy. Và cực kỳ thuần, bóng bộ to đẹp. Đấy, chim chơi em treo ra là chỉ có một mình em và con chim này thôi nha anh em nhé. Còn không có mái biết gì bên cạnh, không có chim biết gì bên cạnh để chơi nó cả. Đấy, mà nên là cũng chơi rất là tốt. Anh em nào kết thì alo cho em qua số điện thoại 0978 767 689 các bác nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.